Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió tản nhiệt sàn lạnh trong xe của xe Isuzu D-Max 2011 đến 2016. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Riêng đối với những cái đồ điện này, từ máy phát, củ đề đến gọi là quạt gió, hệ thống quạt gió, tức là hệ thống điện, thì bên em trước khi lắp cho đại khách cũng như là gửi đi cho anh em thì đều đã test rất là cẩn thận rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua cái công dụng của cái quạt gió này. Quạt gió này có công dụng là khi mà chúng ta bật AC, tức là bật điều hòa lên, thì kèm theo đó sẽ là quạt được bật lên để tản cái khí gọi là khí mát từ cái dàn lạnh ra. Nó có cái vận tốc của cái quạt khi chạy thì sẽ là phụ thuộc vào cái phần công tắc của chúng ta khi mà chúng ta điều chỉnh ở công tắc quạt gió 1, 2, 3, 4 đó. Quạt có thiết kế khá là đặc sắc, đó chính là phần tất cả quạt tản nhiệt, quạt động cơ, quạt dàn nóng, quạt sàn lạnh đều có một thiết kế là được sản xuất phần 100% bằng nhựa, bằng cánh ABS. Phần phía đuôi là đây là phần chúng ta sẽ bắt vào hộp quạt với 3 điểm ốc chính và 2 điểm ốc phụ. Rồi đấy là người ta sẽ phòng trừ cho rung sai đó. Đây. Đây đây chính là cái ống thoát nước của quạt gió này. Đây là 3 điểm chúng ta sẽ bắt vào trong chỗ quạt gió dàn lạnh. Đây. Hàng anh em nhìn nhé, hàng liên doanh nhưng rất là chắc chắn. Với phương châm của bên em thì khi mà tư vấn cho khách thì sẽ rất là rõ ràng hàng gì thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau hàng đó. Và đó thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái quạt gió tản nhiệt sàn lạnh trong xe của xe Isuzu D-Max 2011 đến 2016. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.